Kính thưa Hương Hồn, đồng chí Vũ Mạnh Thường, kính thưa gia đình Tăng Quyến, kính thưa ban tang lễ, được tin ông chút hơi thở cuối cùng về với tổ tiên, đoàn kèn chúng con giáo họ Nam Sơn vô cùng thương tiếc. Trong cảnh tang sầu ni biệt này, chị em chúng con xin gửi lời chia buồn phân ưu sâu sắc nhất tới gia đình Tăng Quyến. Trước linh cữu của ông, chúng con xin thắp nén hương thơm, chúc ông về với tổ tiên được bình an, yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng. Để vĩnh biệt ông lần cuối, đoàn chúng con xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bổn nguyện chấm lễ chư chúng sinh tông vắng vô lượng quang phần giải nguyện tiêu tăng chứng trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ chân minh nếu phổ nguyện tội chương tơ tiêu trừ thế thế thượng hành bồ tát đạo nguyện sinh tây phương tịnh độ chung kiểu phẩm liên hoa vị phù mẫu hoa khai kiến phần ngũ vô sinh bồ thai bồ tát vị bản nữ nguyện di thường đức phổ cầm mưa nhân trên nga đẳng dư chúng sinh giải cùng thành phần đạo tự quý phần đương đỉnh đệ tạ tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và chư tôn đức. Kính thưa ban tăng lễ cùng tăng gia hiếu quyến, khóa lễ di quan của ông đến đây là chu viên nhường thời gian lại cho ban tổ chức nghi lễ. Nam mô A Di Đà Phật. À.
và kính mời đoàn đại biểu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Lương Sơn, Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố 3 Tân Sơn. Xin kính mời do đồng chí Ngô Quang Sáng là chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường làm trưởng đoàn và làm lễ phủ quân kỳ và viếng hương hồn đồng chí Vũ Mạnh Thường. Xin kính mời. Kính thưa hương hồn đồng chí Vũ Mạnh Thường, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang chủ, Hội Cựu chiến binh phường Lương Sơn vô cùng thương tiếc được tin đồng chí Vũ Mạnh Thường. Sinh năm 1932, đồng chí là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Đồng chí là hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, do lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các thầy thuốc ở các bệnh viện tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, bà con tổ dân phố, đồng chí, đồng đội, bạn bè thân hữu quan tâm hỏi thăm ân cần, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 17 giờ 40 phút ngày 23 tháng 7 năm 2021, tức ngày 14 tháng 6 năm Tân Sửu, hưởng thọ 90 tuổi. Kính thưa hương hồn đồng chí Vũ Mạnh Thường, đồng chí mất đi là một tổn thất lớn lao đối với gia đình nội ngoại, thân bằng cố hữu gần xa. Hội Cựu chiến binh phường Lương Sơn mất đi một người hội viên gương mẫu, tổ dân phố 3 Tân Sơn mất đi một người công dân mẫu mực. Chúng tôi, những người đồng đội đang đứng túc trực bên đồng chí, long trọng phủ quân kỳ quyết thắng lên linh cữu đồng chí. Đây là ghi nhận sự cống hiến của đồng chí đối với Tổ quốc Việt Nam, đối với quân đội nhân dân Việt Nam và đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Nay đưa tiễn đồng chí trở về lòng đất mẹ thân thương. Kính thưa gia đình tăng chủ, trong giờ phút đau thương này, Hội Cựu chiến binh phường Lương Sơn, chúng tôi xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Chúng tôi kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Vũ Mạnh Thường và cầu mong cho linh hồn đồng chí được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng. Vĩnh biệt đồng chí Vũ Mạnh Thường, một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Ra vào đóng nước chia buồn cùng tam quyến.